Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh ATV Care. Mình là Hiếu, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm Simple Facebook Pro. Hôm nay thì chúng ta sẽ qua bước tiếp theo, đó chính là làm cách nào để từ chối kết bạn, đồng ý kết bạn và ý là mời kết bạn. Nói thì sẽ dành trong cách tác vụ là bạn bè. Đầu tiên thì các bạn hãy vào cho mình phần mềm Simple Facebook Pro. Các bạn cũng đăng nhập như bình thường ha. Rồi ở đây á thì các bạn sẽ thấy nè, đây chính là cái tác vụ là bạn bè nè. Thì đầu tiên á thì các bạn hãy bấm vào cho mình cái phần là từ chối kết bạn nè, từ chối kết bạn. Rồi nếu từ chối kết bạn nè, ở phía bên tay phải của mình nè, đó đây là danh sách nè. Rồi cái list ID nè, hoặc là cái tên nè. Đó thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình ha. Thì đầu tiên thì các bạn hãy chọn cho mình là cái tài khoản của mình nè. Đây là cái tài khoản của Hiếu ha. Thì phía dưới này chúng sẽ chọn cái số lượng là những cái người đã kết bạn với mình, là mình sẽ từ chối hết lại những cái người đó. Ví dụ như là hiện tại đây Hiếu có tầm khoảng 100 người kết bạn với Hiếu đi, thì Hiếu muốn từ chối hết toàn bộ những người này đi, thì Hiếu sẽ bấm cái số lượng này thì tầm khoảng là 100 người đó, số luồng chạy thì Hiếu sẽ chọn mục đích đó, Hiếu sẽ chọn số 1. Rồi Hiếu sẽ chọn y chang như kia luôn, là từ nghỉ từ 30 giây cho tới 80 giây trên một người. Rồi Hiếu sẽ bấm chữ chạy ngay. Rồi ok, thì nó sẽ đăng nhập vào trong phần mềm, nó sẽ đăng nhập vào cái nick của Hiếu nè. Đó thì đây là cái nick giả lập nè, đó nó sẽ chạy nè. Rồi đó, nó sẽ đánh dấu này, nó sẽ từ chối bạn này. Đó bạn thấy không ạ? Đó đó là cái cách là tụi nó chạy. Rồi bấm dừng ha. Nè, nó sẽ có cái phần lịch sử tác vụ nè, nhìn bạn. Đó là cái chức năng của từ chối kết bạn. Rồi tiếp theo nữa là đồng ý kết bạn, thì thay vì là từ chối là bạn bè, chúng ta sẽ đồng ý là những cái người bạn bè người ta đã bạn bạn mình ha. Thì ở đây các bạn hãy chọn cho mình đó chính là đồng ý kết bạn, sau đó cũng sẽ chọn y chang như là từ chối kết bạn luôn, đó chính là chọn nick nè, chọn số lượng, rồi nghỉ thời gian từ 30 cho tới 80 giây. Rồi Hiếu sẽ bấm chữ chạy ngay nè, thì xem nó cái cách nào nó kết bạn như thế nào ha. Rồi nó kéo xuống nè, nó y chang Chromium á, thì nó sẽ y chang như là một giả lập như là một người người dùng bình thường luôn, tức là nó sẽ kết bạn nè, nó sẽ kết bạn với lại người đó. Khi kết bạn nó sẽ kéo xuống nè, nó sẽ kéo lên kéo xuống gì đó, để cho giảm cái tỷ lệ checkpoint của hình của mình xuống ha. Rồi cái đó là cái tính năng đồng ý kết bạn. Thì tiếp theo á, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục tới cái tính năng gọi là hỷ là mời kết bạn. Hỷ là mời kết bạn là đã gửi, tức là sao, tức là nó sẽ liên kết với lại cái thêm bạn bè này. Ví dụ như là một ngày các bạn kết tầm khoảng 500 bạn bè đi, thì Facebook nó cho cái giới hạn của mình là tầm khoảng 1.000 bạn bè, 1.000 lời gửi kết bạn. Thì khi mà đủ cái lượng người gửi đó thì sao, thì các bạn không thể kết bạn được nữa. Vậy làm sao để chúng ta có thể kết bạn thêm, đó chính là hỷ lời mời kết bạn đã gửi ha. Thì chúng ta bấm vào cái chức năng này, hỷ kết lời mời kết bạn đã gửi, thì nó đặc biệt một cái đó chính là các bạn phải quét những cái lời mời đã gửi bằng cách là các bạn kéo xuống nè, cái chỗ mà kéo xuống nè, cái chỗ là tác vụ quét data này, tác vụ quét data chúng ta sẽ chọn cho Hiếu là quét lời mời kết bạn đã gửi đó. Rồi sau đó các bạn hãy chọn nick nè, rồi các bạn hãy chọn số luôn chạy lại là số nick. Ví dụ Hiếu có mục đích thì Hiếu sẽ bấm số 1 thôi nhé. Rồi xong rồi Hiếu bấm chữ chạy ngay nè. Thì bạn chờ trong giây lát thì phần mềm nó sẽ tự động quét là những cái lời mời các bạn đã gửi ha. Ok, sau khi mà mình quét xong đúng không? Thì các bạn sẽ thấy nè, đây nè, là những cái tác vụ nó quét nè. Đây, hiện tại á, là Hiếu đang có là 805 lời mời đã các bạn đã gửi đi. Thì Hiếu muốn hủy hết toàn bộ những cái người này luôn. Sau đó là Hiếu sẽ bấm vào cái phần là danh sách data đã quét nè, danh sách data đã quét nè. Rồi Hiếu sẽ bấm chữ danh sách lời mời các bạn đã gửi. Rồi Hiếu sẽ bấm chữ xem danh sách này. Ok chưa? Rồi Hiếu sẽ chọn một á, là tức chọn từ số 1 cho tới 810 người này. Hiếu sẽ bấm chữ chọn nè. Đó. Rồi sau đó nè, Hiếu sẽ chuyển sang tiến trình nè, auto hủy lời mời các bạn đã gửi này, nó sẽ có cái list ID của mình nè. Đó. Rồi sau đó nè, Hiếu sẽ chọn cái số luôn, đó cái số luôn này là số nick, thì Hiếu sẽ cũng sẽ nghỉ từ 30 giây cho tới 80 giây. Rồi Hiếu sẽ bấm chữ chạy ngay. À,
thì phần mềm nó sẽ tự động giả lập giống như bên kia ha, rồi xong rồi nó sẽ tự động tìm kiếm, này nó hủy là mời thôi. Đây này các bạn thấy không ạ, nó sẽ bắt đầu nó bắt đầu nó sẽ hủy này, đây nó sẽ gửi nè, đã hủy là mời các bạn với số này thành công nè, đó nó sẽ tự động hủy luôn ha. Rồi còn một cách để các bạn có thể xem hướng dẫn này á, đó chính là bạn thấy một cái chỗ hủy là mời các bạn đã gửi này, nó có cái chữ là xem hướng dẫn này, bạn bấm vô đây này, đó nó sẽ ra toàn bộ cái cách lúc chúng ta có thể làm ở trên cái tác vụ này luôn ha. Rồi đây là trong cái video tiếp theo thì Hiếu sẽ hướng dẫn hết toàn bộ cái tác vụ tài khoản này cho các bạn, tác vụ này bạn bè này, ví dụ như là hủy bạn bè này, hủy này, set xét bằng thân này, gửi tin nhắn bạn bè này, hoặc là lọc tương tác này, thì cái đây là trong video tiếp theo Hiếu sẽ hướng dẫn cho các bạn toàn bộ luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay hãy vui lòng like và comment cái suy nghĩ của bạn ở bên dưới video. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.